cùng đến với một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Du khách khi mà đến thăm Costesti có thể bắt gặp rất nhiều các loại đá trovant. Mặc dù chúng không sống theo đúng nghĩa khoa học, nhưng mà người dân địa phương cũng như là khách du lịch đã mô tả chúng là đang sống dựa trên cái cách chúng thay đổi theo thời gian. Có thể thấy là những tảng đá kỳ lạ này trông giống như là các vật thể ngoài hành tinh và chúng không ngừng phình to. Những khối đá sống ở Romani có tên là trovant. Chúng được hình thành tự nhiên qua quá trình địa chất trên trái đất. Bên ngoài tựa như những quả bong bóng to, nhỏ khác nhau gộp lại. Khởi đầu của chúng chỉ là những viên sỏi, sau đó phát triển phình to thêm 5 cm sau mỗi 1.000 năm. Đá trovant là những cấu trúc khoáng chất độc nhất vô nhị có thể mô phỏng đời sống của thực vật và động vật có vú. Cụ thể, chúng phát triển theo cách gần giống như là mô thực vật và sản sinh các cái viên đá mới, giống như là cách động vật sinh con đẻ cái vậy. Những khối đá ở Costesti nổi tiếng và có đường kính lớn, và đa số là hình cầu, hình trứng, nhưng một số lại có hình dạng rất là phức tạp.